mừng các bạn đã trở lại Hoàng Hà Channel và chào mừng các bạn đến một lần nữa với chuyên mục Friday Night. Thì Friday Night là một cái chuyên mục trải nghiệm các cái địa điểm và các cái sự kiện tại Hà Nội thông qua góc nhìn của các chiếc smartphone. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại Hàng Mã để có thể trải nghiệm không gian Giáng sinh qua góc nhìn của chiếc Nokia 8. Và bây giờ hãy cùng mình xem là sản phẩm đến từ chiếc Nokia 8 thế nào nhá. Vừa rồi là số thứ 3 của chuyên mục Friday Night qua góc nhìn của Nokia 8 tại Hàng Mã. Có thể thấy là buổi quay hôm nay khá là khó khăn khi mà Hàng Mã khá là đông bởi vì hôm nay là gần ngày Noel rồi. Buổi quay hôm nay thì khá là khó cho Nokia 8 bởi vì ánh sáng khá là không đồng đều khi mà có điểm rất là sáng và có nơi rất là tối. Như vậy thì các bạn có thể đánh giá xem là khả năng cân bằng sáng của Nokia 8 như thế nào. Thì hãy cho Hoàng Hà Mobile biết ở phía dưới phần comment. Và cuối cùng hãy đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Hoàng Hà Channel để có thể theo dõi được các tập tiếp theo của Friday Night nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.